Khi nào em Vũ lấy lại được cái căn nhà? Đó là cái câu hỏi của rất là nhiều anh chị đang rất là quan tâm, rất là nóng ruột chờ đợi cái tin vui này. Thì chiều ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4 thì Minh Nguyễn tiếp tục quay trở lại để gửi đến tất cả anh chị những cái thông tin mà mọi người đang rất là quan tâm trong cái sự việc của em Vũ, chàng trai U20 ôm di chúc đòi nhà. Thì hôm nay là chiều thứ hai nha mọi người, chiều thứ hai đầu tuần ngày 15 tháng 4. Thì những cái nội dung mà mọi người đang rất là quan tâm sẽ có trong cái video này nha mọi người. Và sau đây thì mình mời mọi người lắng nghe cái thông tin chi tiết ạ. Khác nó liên quan đến câu chuyện của em Vũ mà tất cả các cô chú anh Dương. chị và các bạn luôn quan tâm theo dõi. Cái điều đầu tiên là mọi người luôn luôn nhắn và cũng hỏi với Atam TV là liệu trong cái câu chuyện này thì em Vũ có nhờ đến anh hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải vào can thiệp trong cái câu chuyện của Vũ hay không. Có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn bày là Vũ nên nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải hay là những anh em xã hội đến túm cổ và lôi cổ cái mẹ con nhà cái người đang ở trong cái căn nhà đấy ra. Tuy nhiên rằng ở đây thì mình muốn nói với cô chú anh chị và các bạn là ngay từ đầu là bản thân Vũ cũng như là bên phía anh Ngọc đã trình báo đến cơ quan chức năng. Thì cái điều đầu tiên là mình muốn nói với các bác anh chị là đầu tiên mình thượng tôn pháp luật. Sau đó là cái câu chuyện ở đây là như cô chú anh chị và các bạn nói rằng là nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải thì mình thật ra thì ngay từ đầu là mình cũng đã thấy có rất nhiều anh chị em với rất nhiều khán giả chia sẻ vấn đề đấy rồi. Mình thấy nó cũng là hợp lý thôi, bởi vì trong cái tình hình của Vũ, trong cái câu chuyện của Vũ á, thì hầu như là ai cũng mong muốn là lấy lại nhà cho Vũ một cách cấp thiết. Và như mình đã nói, nếu tất cả đều giống như chúng ta thôi, là bản thân chúng ta thôi, mà không phải là anh Ngọc hay không phải em Vũ, thì chúng ta có thể xông vào nhà và lôi cổ hai cái thành phần đó ra. Nhưng thực tế thì nó rất khó nha các chị, nói thì dễ nhưng làm thì nó không hề dễ đâu. Bởi vì trong cái quá trình đấy thì không cẩn thận để diễn ra những cái vấn đề nào đó, nó xảy ra những cái ngoài em muốn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tính mạng con người, thì lúc đó chúng ta có nói đi nói lại nó sẽ rất là khó. Còn cái việc ở đây mình muốn nói thẳng vào cái vấn đề là nếu như bản thân anh Hải, anh hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải mà anh thấy cái vấn đề của em Vũ mà anh cảm thấy bức xúc á, thì chúng ta để cho tự anh ấy đến anh ấy giúp, chứ chúng ta cũng đừng đừng ép anh ấy. Bởi vì thật ra như thế này, nếu nó xảy ra những cái vấn đề mà mình nói ở đầu video, xảy ra những cái ngoài ý muốn, thì vô tình chúng ta lại lôi thêm người khác vướng vào câu chuyện và mang lại cái rắc rối cho anh Hải. Còn thực tế thì mình có nghe qua anh Hải, anh ấy đã từng nói là anh ấy chỉ biết qua câu chuyện của em Vũ thôi, chứ anh ấy không có ý định tham gia. Anh ấy khá bất ngờ khi mà nhiều anh chị em khán giả nghĩ rằng là bản thân anh Hải tham gia trong câu chuyện này. Vậy theo góc độ của Minh Nguyễn thì Minh Nguyễn nghĩ thế nào về cái câu chuyện, về vấn đề đó? Thì Cứ nói cũng đi. nghe trên những anh em khác qua quay đó thì cũng có nói là anh Hải tham gia vô cái vụ này, nhưng mà thực tế là không có, tại vì những cái hình ảnh chỉ làm cái nội dung nó không có liên quan thôi. Còn vấn đề anh Hải thì mọi người biết rồi, làm những cái vấn đề khác. Còn vấn đề em Vũ là không có nha mọi người, tại vì cái thời điểm hiện tại mọi người biết là cũng nhờ bên cơ quan người ta vào cuộc rồi, và đây là một cái câu chuyện đó. Mình đã khi mà đã nộp những cái đơn nhờ cơ quan thì mình phải chờ đợi đó, để mà cơ quan người ta điều tra, để người ta xem xét một số cái vấn đề đó. Và mình thấy trong cái câu chuyện này mọi người cũng nghe cái đơn rồi đúng không, nghe qua cái đơn rồi, thì cái nội dung đơn đó thì nó mang cái tính chất là tố cáo về những cái người xâm phạm gia cư đó mọi người đó. Thì cái vấn đề này chỉ có pháp luật vào can thiệp thôi, thì cái đó là những người có thẩm quyền, là cơ quan chức năng nha mọi người. Còn như các anh em YouTuber thì cũng đứng ở ngoài quan sát, những cái gì mình cần chia sẻ mình chia sẻ thôi, chứ bây giờ mình cũng đâu có phải làm cái gì mà tới căn nhà đó quậy phá cái gì, mình cũng đâu có thẩm quyền ở đâu mọi người đó. Đúng rồi. Thì nói chung mình phải chờ đợi những cái quyết định ở cơ quan người ta điều tra như thế nào thì mình cũng đâu có biết được đó. Mình chỉ đợi khi nào có cái kết quả thì chú Ngọc sẽ thông tin cho mọi người đó. Tại vì có nhiều anh chị góp ý là tại sao mà cái nhà bây giờ cái gì nó cũng hợp pháp với mình rồi mà tại sao mà cứ kéo dài hoài. Nói chung là không phải là mình muốn kéo dài hay là kéo chậm đâu mọi người,
đó, còn phải phụ thuộc vào cơ quan chức năng, người ta sẽ trả lời cho mình biết đó là câu chuyện này nó như thế nào đó. Chứ bây giờ chú Ngọc, thậm chí là em Vũ đi, bây giờ cũng rất là nóng ruột anh chị, rất là sốt ruột luôn đó. Nhưng mà bây giờ ngay cả bản thân của chú Ngọc hỗ trợ giúp cho em Vũ thì cũng chỉ nói một câu là bây giờ đơn đã nộp rồi, thì bây giờ mình chờ đợi tới khi nào mà người ta mời lên á, thì người ta sẽ có văn bản rõ ràng cụ thể. Tại vì ra pháp lực á, là chỉ là nói chuyện bằng văn bản, mọi người, mình chỉ xuất trình ra những cái giấy tờ thôi. Rồi bây giờ mà tới cái căn nhà đó thì nếu mà nói như vậy rồi thì tới là tới ngay lúc ban đầu, mọi người, ban đầu thì cũng đã tới rồi à, chú Ngọc với lại em Vũ cũng đã chủ động tới nha anh chị. Cái này là mình là người có quyền và nghĩa vụ, quyền lợi ích liên quan hợp pháp về căn nhà đó là em Vũ. Anh xin lỗi, chú anh Vũ, đúng rồi, em Vũ mới có cái thẩm quyền đó. Tại em Vũ, cái tài sản em của em Vũ, cho nên là em Vũ cương quyết hay không á thì là do em Vũ chủ động trong những cái vấn đề đó. Còn ngoài ra thì mình cũng ủng hộ tinh thần của em Vũ thôi, chứ bây giờ mình cũng không làm gì được. Đúng rồi. Mình chỉ ủng hộ tinh thần của em Vũ thôi. Còn ngoài ra thì phụ thuộc vào cơ quan chức năng, người ta sẽ ở địa phương đó, người ta sẽ nắm rất là rõ những cái nhân khẩu ở khu vực đó, thì người ta sẽ biết chính xác 100%. Còn bây giờ thì mình cũng như chờ đợi anh chị, đó là như vậy. Nói chung là sau khi mà biết được cái câu trả lời chính thức từ phía anh Hải á, về cái câu chuyện của em Vũ á, thì nói chung là mình thấy là bản thân anh Hải, tuy là anh không làm video, hình như là anh không làm video về vụ này đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh ấy cũng có những cái chia sẻ gọi là đồng quan điểm với em Vũ. Thì mình cũng nghĩ là nếu như một ngày nào đó mà bản thân anh Hải anh muốn giúp em Vũ được thì cái đấy là ở tùy tâm anh Hải. Đúng rồi. Còn thời điểm này thì thôi, thì cái câu chuyện liên quan đến anh Hải thì mình cũng chia sẻ ở đây để cho tất cả mọi người biết là anh Hải anh cũng đã chính thức lên tiếng nói về cái câu chuyện đó rồi. Nhưng chỉ là nói nội bộ thôi, anh khá bất ngờ khi mà có những cái thông tin nói rằng là anh sẽ can thiệp. Thì thôi, chúng ta bỏ qua một bên nha cô chú anh chị và các bạn. Ở nhân tiện đây trên kênh của Minh Nguyễn cũng như là Atam TV của cả các anh em nữa, thì mình cũng muốn nói là theo như mình được anh Ngọc hé lộ là đơn là đã gửi đến cấp phường và có những đơn gửi lên cấp quận, và tất cả các cơ quan chức năng ban ngành họ đều đã nhận được được đơn. Bây giờ là trong một vài ngày nữa thôi là các cơ quan chức năng họ xử lý những cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta đã thấy cái lo sợ từ cái phía bà cô kia rồi, cũng như là cái người đang ở trong căn nhà đấy. Cái người đang ở trong căn nhà đấy bây giờ này giống như là muốn để cho mẹ mình tự giải quyết, còn bản thân họ thì hình như là cũng chạy đâu đó, nhưng mà tôi tin là có chạy đâu đó thì cũng không thoát được đâu. Mình Nguyễn nghĩ sao về vấn đề đó? Thì nếu như mà bà cô này bà đúng á thì không bao giờ bà không có dám mà xuất hiện. Thậm chí là mọi người thấy thời gian rất là lâu không, bà nói là bà về, bà thách thức, về tao cho tiền tụi bay, rồi tụi bay làm cái gì. Rồi mọi người nghĩ rồi, bây giờ cái vấn đề bà về hay không về á, mình cũng không có can thiệp được. Cái vấn đề mà bây giờ ví dụ như mà có đơn mời hay là thư triệu tập thì chắc chắn là bà phải về thôi, không thể nào né tránh được. Còn bây giờ mình có ví dụ như bà xuất hiện trên những cái cuộc gọi lâu lâu bà gọi về, rồi vừa qua thì tiền bạc, bà nói vấn đề tiền bạc đó, thì bà có cái vấn đề là Kim Vũ nhắn tin gì đó để bắt buộc phải theo ý bà, theo ý bà này. Thì vấn đề mọi người thấy vô lý không? Ví dụ như chuyển tiền thì nó giao dịch thì nó rõ ràng rồi, cần gì mà phải ghi cái gì, nhắn tin cái gì nữa mọi người. Cho nên là mọi người thấy từ cái vấn đề mà tiền mà còn chưa có trả cho em Vũ nữa, thì mọi người nghĩ ra bây giờ mình phải những cái vấn đề mà mạnh mẽ hơn là cái vấn đề gì, quan trọng nhất là vấn đề tài sản là căn nhà. Còn mình nghĩ là cái vấn đề tiền á, cái đồng tiền mình làm ra đồng ý nó cực khổ thiệt, không phải là nhỏ. Cái tiền đó là cái quyền lợi của mình, nhưng mà mình nghĩ là cái tiền đó thôi kệ, để sau đi, để tính sau. Còn bây giờ quan trọng nhất á là mình phải cố gắng để mà mình đòi lại cái công bằng của mình về vấn đề cái căn nhà mà ông bà nội để là di chúc đó. Đó là cái vấn đề quan trọng nhất, tại căn nhà nó giá trị rất lớn mọi người. Đúng rồi. Đó thì vài tỷ luôn, thậm chí là hàng chục tỷ luôn mọi người. Cái vấn đề đó quan trọng hơn. Còn ví dụ như tiền, mình nghĩ ví dụ như mười mấy triệu không phải là nhỏ đâu. Đó là đồng tiền mình làm, là đó là mồ hôi công sức của mình. Nhưng mà cái đó nó rất là nhỏ so với cái tài sản hiện tại bây giờ căn nhà nè. Đó, dứt phải giải quyết dứt điểm căn nhà nó quan trọng. Còn tiền nhiều khi mà giải quyết xong rồi bước vào căn nhà đòi quyền lợi căn nhà xong rồi thì vấn đề tiền bạc thì chắc chắn là sẽ lấy được, không thiếu một xu như mọi người.
Minh Nguyễn nghĩ sao nếu như nếu là bạn trong cái căn nhà liên quan đến căn nhà đó là của bạn thì bạn sẽ làm như thế nào? Bạn có giống như là các bác anh chị không? Nếu mà cái bản thân qua cái căn nhà đó mà ví dụ như là của mình, chắc chắn là mình thật sự là mình rất nóng mọi người. Cái nóng giống như là mọi người góp ý mọi người là phải tới phải làm quyết liệt hơn, làm mạnh mẽ hơn, tại vì cái nhà mình đã khẳng định 100% là của mình rồi. Đúng rồi. Thì có cái gì mình phải ngần ngại, phải tới trực tiếp mà yêu cầu những người đó, thậm chí là có những cái lời lẽ mà trên mạng mình không tiện mình nói ra. Đúng rồi. Nhưng mà phải là cương quyết tại tài sản của mình, giống như bây giờ cũng giống như tất cả mọi người trên mạng thôi. Ví dụ như cái nhà của tôi mà tự nhiên tôi đi làm thời gian về cái tôi thấy có người lạ ở trong đó, thì điều đầu tiên á là mình phải yêu cầu những người bên đó ra khỏi căn nhà, thậm chí là mời cơ quan chức năng tới để mà coi như làm việc luôn, để mà nhà tôi bây giờ như thế nào mấy người ở trong bên nhà đó, thì bắt đầu là sẽ lòi ra hết mọi người đó, để làm mạnh mẽ lên. Chứ bây giờ cứ nhà của mình mà mình cứ im thì bây giờ tới bao giờ nó mới là có kết quả được. Cho nên là thời gian vừa qua mình thấy là cũng có những cái tiến triển tốt, và những cái tiến triển tốt đó có thể là từ những cái bình luận góp ý của mọi người, chứ mà mọi người thấy là em Vũ thì không phải được như mà giống như mọi người đâu, thì Vũ nó khờ lắm, với lại cha mẹ mất nè, mọi người thấy là cha mẹ mất, ông bà nội mất, rồi những bà dì ở dưới quê thì cũng rất là hiền. Nói chung là gia đình của em Vũ rất là hiền, thậm chí là đến mức độ khờ, mọi người thấy rất là tội nghiệp luôn á. Đó, thì nếu như mà người ta khôn lanh thì đâu phải là đến cái mức độ giờ là phải không có nhà, phải đi lang thang đâu mọi người. Cho nên là mọi người cũng nên thông cảm. Nhất, mình ủng hộ tinh thần em Vũ. Còn cái thứ hai, mình cứ thượng tôn pháp luật, đừng có những cái bình luận rồi tiêu cực cho cơ quan chức năng nè. Mình không được, nói chung là mình không được bình luận những bình luận tiêu cực cho lực lượng chức năng nha. Tại vì cơ quan chức năng họ đang làm việc, chưa có một cái kết quả gì hết. Đó, thì bây giờ mình cứ đặt vấn đề mình bình luận tiêu cực đó thì nó xảy ra rất là nhiều những cái hệ lụy. Nó sẽ là những cái tình huống nó sẽ không tốt cho em Vũ nữa. Thậm chí là như vậy đó mọi người. Cảm ơn Minh Nguyễn rất là nhiều. Mình cũng có lẽ là cũng chia sẻ đến đây thôi để cho cô chú anh chị và các bạn cũng thấy rằng là cái động thái của anh Nguyễn Thanh Hải trong câu chuyện của em Vũ, và dưới góc độ bức xúc của mọi người thì rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã cất tiếng nói cũng như là đứng về phía em Vũ. Dù sao thì trong vài ngày tới thì nó sẽ còn có những cái sự việc căng thẳng hơn nữa, nhưng mà cũng hy vọng là cô chú anh chị và các bạn xem và ủng hộ cho tất cả các anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an. Rồi, chào tất cả anh chị nha.